Công chúa chuột. Ngày xưa, có một người nông dân sống cùng với hai con trai. Đến một ngày, người cha thấy các con của mình đã lớn. Ông quyết định gọi các con ông lại trong một cuộc họp gia đình. Các con này đã lớn, đã đến lúc các con phải có gia đình riêng rồi. Các chàng trai của ta, có như vậy cha mới cảm thấy an lòng. Vậy có phải là cha muốn nói cho chúng con sẽ ra sân chặt một cái cây và cái cây đó sẽ chỉ về hướng nào thì chúng con sẽ theo hướng đó để tìm cô dâu, có đúng không ạ? Đúng rồi các con, đó là truyền thống của chúng ta đã bao đời và mãi mãi sẽ như thế. Vậy là theo lời người cha, hai người con trai lần lượt cầm cái rìu đi ra ngoài sân. Người anh cả cầm chiếc rìu chặt cây, cái cây của anh đổ về hướng bắc. Mình chưa có người yêu, chả biết chọn hướng nào mà chặt, cây ngã về hướng nào, âu cũng là số phận của mình vậy. Cái cây cậu em út chặt lại chỉ vào hướng nam, hướng đi đến khu rừng rậm phía trước nhà. Cây chỉ vào hướng đó, có thể cô dâu của em sẽ là một con chồn hay một chú thỏ chăng? Thế là cả hai anh em chia làm hai hướng khác nhau, bắt đầu đi tìm cô dâu tương lai của mình. Người anh thì hớn hở mừng thầm vì trong lúc chặt cây, chàng đã dùng một mẹo nhỏ để lựa cho cây đổ về hướng bắc, nơi người yêu của chàng đang ở đó. Còn cậu em út Miko thật thà, bước mỗi lúc một sâu vào trong rừng, chàng không khỏi bồn chồn lo lắng. Người em Miko đi mãi mà vẫn không gặp được ai trên đường, quá mệt và phải dừng chân ngồi nghỉ. Bất chợt, chàng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ ẩn dưới tán cây, chàng liền bước tới. Có ai ở trong nhà không? Tìm đâu ra người yêu của mình bây giờ? Em ở đây chàng ơi! Hả? Thật kỳ lạ, một chú chuột biết nói. Chàng tới rừng sau này làm gì? Ta đi tìm người yêu cho mình, nhưng đi mãi mà chả gặp một ai cả. Ta không thể trở về mà không tìm được người thương. Nếu chàng không chê, em có thể trở thành người thương của chàng. Sao chuột lại nghĩ có thể trở thành cô dâu tương lai của ta được cơ chứ? Chàng yên tâm, em sẽ không để cho chàng thất vọng đâu. Chà, một chú chuột đẹp quá mức cho phép. Hay là thế này, em có biệt tài nhảy múa và rất hài lòng với khả năng đó của mình. Giờ em sẽ biểu diễn cho chàng xem. Nếu chàng cảm thấy hài lòng thì chàng phải đồng ý lấy em đó nha. Một nàng chuột biết nhảy múa ư? Chắc sẽ chẳng thể xảy ra chuyện đó được đâu. Và quả thật, khi chú chuột bắt đầu nhảy múa, những động tác mềm mại uyển chuyển mà vô cùng linh hoạt của nó cuốn hút người xem một cách kỳ lạ. Miko bị cuốn vào những vũ điệu đắm say đó, và khi điệu múa kết thúc, Miko vẫn đứng ngay người nhìn. Giọng nói của chú chuột làm chàng giật mình sực tỉnh. Thế nào? Chàng thấy thế nào? Miko rất khó xử, nhưng vì rất hài lòng với những tiết mục biểu diễn tuyệt vời nên chàng ưng thuận. Chàng không thể nuốt lời hứa vừa mới nói với chuột nhỏ trước đó. Thế nào, các con đã tìm được người yêu của mình chưa? Dạ thưa cha, người vợ tương lai của con là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có đôi môi đỏ căng mọng như trái chín và giọng nói nhẹ nhàng vô cùng quyến rũ. Người vợ tương lai của con thì có tài nhảy múa tuyệt vời, khiến ai thấy cũng phải mê đắm. Tốt lắm, hai con của ta, xem ra Miko cũng đã đến được nơi cần đến. Thôi thế này, theo như tục lệ lâu đời của chúng ta, ngày mai các con hãy đến nhà cô dâu tương lai của mình và bảo cô ấy dệt cho ta một tấm vải. Khi nghe cha dặn như vậy, trong lòng Miko cảm thấy vô cùng lo lắng. Chàng nghĩ nàng chuột sao có thể dệt được vải cơ chứ. Lòng buồn nặng trĩu, chàng lê bước chân vào ngôi nhà nhỏ trong rừng. Có điều gì mà chàng lại buồn bã như vậy? Cha ta yêu cầu phải mang về cho người một mảnh vải, nhưng làm sao mà nàng có thể dệt được đây? Ta chưa thấy một chú chuột dệt vải bao giờ cả. Chàng yên tâm, nhất định em sẽ dệt cho chàng một mảnh vải để chàng không phải ngại ngùng với cha và anh của chàng. Giờ chàng hãy nghỉ ngơi một lát đi. Khi tỉnh dậy, em hứa sẽ trao cho chàng cái mà cha muốn. Và sau khi chàng Miko vừa nằm xuống, nàng chuột lại rung cái chuông và ngay lập tức cả trăm con chuột chạy đến nghe hiệu lệnh từ nàng. Mỗi người hãy tìm một phần sợi vải lanh tốt nhất. Chúng ta cần phải dệt một tấm vải đẹp và nhẹ nhất. Con thì quay sợi, con thì đạp guồng, con thì căng sợi. Chả mấy chốc, một mảnh vải lanh nhẹ nhất, đẹp nhất đã được hoàn thành. Mảnh vải được gấp gọn gàng vào trong một cái vỏ quả hạch. Chàng ơi,
hãy tỉnh dậy đi. Em đã làm xong điều cha chàng yêu cầu rồi nè. Cảm ơn nàng. Mạnh phải chắc chắn, phẳng phiu, rất hợp với những người đơn giản như chúng ta. Thế à, còn Miko, mảnh vải của con đâu? Xem kìa, Miko yêu cầu một mảnh vải, mà người yêu của nó lại đưa về một quả hạch. Thật là nực cười quá đi mất. Chà chà, thật là tuyệt diệu. Một mảnh vải mềm như nhung, mượt như tơ, lần đầu tiên ta thấy. Người cha vô cùng thích thú trước tấm vải mà hai con mang về. Đặc biệt là người yêu của Miko, ông quyết định ngày hôm sau hai người con trai sẽ dẫn con dâu tương lai về để tổ chức hôn lễ. Về phần Miko, chàng vô cùng lo lắng vì làm sao có thể dẫn một chú chuột về để ra mắt chứ, rồi mọi người sẽ lại cười cợt và chế nhạo chàng. Khi tới ngôi nhà nhỏ trong rừng, nàng chuột bé nhỏ hiểu được những suy nghĩ đó của chàng. Mọi người có thể nghĩ vậy, còn chàng, chàng nghĩ sao? Lúc ấy, Miko chợt nhìn vào mắt nàng chuột nhỏ. Khi thấy đôi mắt to và tươi sáng của nàng, chàng chợt hiểu, chuột nhỏ đã hiểu và quan tâm đến mình biết bao. Lúc ấy, không chút do dự, chàng nói: Hãy cứ để mọi người nghĩ theo cách riêng của mình, còn nàng hãy trở thành cô dâu của ta nha. Cảm ơn chàng Miko, chàng làm em hạnh phúc quá. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lên đường thôi nào. Thế là Miko cùng nàng chuột và chiếc kiệu nhanh chóng khởi hành khỏi ngôi nhà nhỏ trong rừng. Họ đi mãi, cuối cùng phải đi qua một con suối với chiếc cầu bắc qua mới có thể tới được nhà của Miko. Cùng lúc đó, có một người đàn ông đi ngược chiều với họ trên chiếc cầu. Người thật độc ác, người đã giết chết người yêu của tôi. Ôi quý thần ơi, chuyện gì thế này? Hắn vừa bảo con chuột kia là người yêu hắn ư? Chàng Miko tốt bụng đã không quản ngại hiểm nguy, lao xuống dòng nước xiết để cứu nàng chuột. Sau một hồi lâu chật vật, mặc dù đã phải uống kha khá nước vào bụng, nhưng có xá gì chứ, vì cuối cùng chàng cũng cứu được người thương của mình. Miko, chàng không định đỡ em hả? Nàng là chuột bé nhỏ đấy ư? Đúng là em đây, em đã phải chịu lời nguyền của một phù thủy độc ác. Lời nguyền chỉ được giải khi có một người con trai yêu em thật lòng và muốn cưới em làm vợ. Giờ đây thì tất cả đã qua rồi, chúng ta hãy cùng nhau trở về ngôi nhà của chàng thôi. Khừ lắm, con trai. Và thế là Miko và công chúa trở về trong sự trầm trồ của cha và anh trai. Cùng với bà con dân làng, ai cũng trầm trồ rằng đó là nàng công chúa đẹp nhất mà họ từng thấy. Sau khi hôn lễ diễn ra, công chúa đưa Miko quay trở lại ngôi nhà tranh của nàng trong rừng. Nhưng giờ đây, đó không còn là nhà tranh nữa, mà là một lâu đài nguy nga tráng lệ. Đôi vợ chồng trẻ đã sống hạnh phúc suốt đời tại đó. Truyện chàng thương nhân học Việt. Trời ơi là trời, bây giờ chỉ có nước đi ăn mài thôi. Cả cánh đồng chỉ qua một đêm là mất trắng cả. Nhân tính không bằng trời tính. Chuyện lũ lụt thì làm sao mà tránh được. Còn ngồi đó mà than với thở, nấu ruột. Mình nói dễ nghe nhỉ? Thế từ bây giờ đến vụ mùa tới, thì lấy cái gì mà sinh sống qua ngày đây? Tôi tính thế này, mình ở nhà lo liệu mạ mặm vụ mùa sau. Mai tôi lên thị trấn xin học cái nghề buôn. Ông bà mình đã dạy rồi, vì thương bất phú. Phải đấy, chứ chả nhẽ cả đời mình rồi còn đời con cháu bám lấy cái mảnh đất này. Tôi nghe nói ở thị trấn có ông cư nghè buôn bán giỏi lắm, nhất nhì vùng này. Không biết ông ấy có chịu nhận mình không? Cái đấy mình không lo, tôi sẽ thuyết phục được ông tư. Giờ mình đi chuẩn bị tay nải cho tôi đi, chắc tôi đi cũng vài ngày đấy. Khóc cái gì, mình phải mừng chứ. Chuyến này tôi đi, tôi sẽ làm mình mở mày mở mặt. Mình đi cố học lấy cái nghề cho đàng hoàng, việc ở nhà không phải lo liệu gì cả. Ngày hôm sau, cờ ngời to nhất vùng này chắc là nhà ông Tư Nghè đây rồi. À, thì ra là anh muốn theo tôi đi học nghề hả? Thưa vâng, con muốn xin ông cho theo đi bán hàng để học ít kinh nghiệm buôn bán, kiếm ít vốn sau này. Tôi buôn bán nhỏ, phải đi lại nhiều, cũng cực khổ đâu kém gì công việc làm ruộng của anh. Lấy cái gì mà cho anh học hỏi được bây giờ?
Thưa ông, cả năm nay nhà con bị mất mùa triền miên, hai vợ chồng con không trồng trọt được gì hết. Con biết ông Tư là người có kinh nghiệm buôn bán lâu năm, không ai không biết đến tiếng của ông Tư cả. Con chỉ xin theo hầu hạ ông, không lấy công xá. Thôi được, ta thấy anh là người hiền lành, chân thật, lại cùng chỗ người làng với nhau. Thôi thì anh cứ đi theo ta, học được gì cần thiết cho bản thân thì học. Con cảm ơn ông. Bây giờ mình sẽ đi đâu và bán như nào vậy ông? Nếu như các thương nhân giàu có khác thì họ nhập một số lượng lớn hàng rồi buôn bán ở chợ hoặc mở cửa hiệu riêng. Còn chúng ta đi đến tận nhà khách hàng để bán cho họ các mặt hàng như yếu phẩm khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ phải đi lại vất vả hơn họ rất nhiều. Nhưng mà bù lại, ta sẽ bán được với giá cao hơn vì ta đã giao hàng đến tận nơi cho họ. Cộng với đó, tiền vốn thu lại sẽ nhanh hơn rất nhiều để có thể mua thêm các hàng hóa khác. Hôm qua tôi vừa đi qua bên làng đó bán rồi, bán được tận 10 con dao lận đấy. Bây giờ phải chuồn thôi, đừng qua đấy mà phải vạ. Sao người ta lại phải chuồn nhanh hả ông? Bán hàng mà không dám quay lại thì chỉ có là quân lừa đảo. Bán hàng không tốt, thôi đi để họ bắt lại, họ đánh cho nhừ tử ra. Đứng lại, bọn chúng là đồng bọn của nhau cả đây rồi. Phải rồi, cái quân bán hàng lừa đảo. Có chuyện gì vậy ông? Mới hôm qua mua, quảng cáo dùng 3 năm không cùng, mà giờ mới lia được có mấy liềm cỏ đã mẻ cả miếng rồi. Thế có phải là lừa đảo không? Trả tiền đi. Thì ông phải đòi lại người đã bán liềm cho ông, chứ sao lại đòi của chúng tôi? Buôn có bạn, bán có phường, cả lũ các người chuyên đi bán hàng rong, thế nào chả đồng lõa với nhau? Ông không bán liềm giả thì sẽ có nhiều đồ khác như thế. Phải đi, phải đi. Ông ơi, thôi mình chạy lên báo quan, chứ đang nhiên đang lành lại bị bắt vạ thế này, thật vô lý quá. Cứ bình tĩnh, giờ mà báo quan rồi chuyện rụp ben lên, không biết thật hư thế nào. Nhưng tin đồn lan đi thì còn gì là uy tín, sao mà bán hàng được nữa. Cứ để ta lo liệu. Thật là vô lý, không phải tôi bán mà tôi lại phải hoàn lại tiền. Thôi thế này, tôi có cách làm cho liềm của ông sắt lại là được, phải không? Được, ông làm đi, đừng có bày trò gì đấy. Ồ, chả khác gì một chiếc liềm mới. Ông làm thế nào mà hay thế? Tôi chẳng làm gì cả, tất cả là nhờ hòn đá mài này. Nó được lấy từ trên đỉnh ngọn núi Phú Thiên, rất hiếm thấy. Chỉ cần mài vài lần là đồ nào cũng sáng lại như mới ngay. Hay quá, cái này ông có bán không? Đúng rồi, ông bán cho tôi một hòn đá mài. Tôi nữa. Viên đá hiếm thế này không phải để bán ạ. Ông bán lại cho chúng tôi đi, giá cả thế nào tùy ông định liệu cho phải chăng. Mọi người đã nói thế làm tôi khó nghĩ. Muốn mua viên đá này cần phải đặt trước, tầm 3 ngày sẽ có hàng, tôi sẽ nhờ người lấy về. Thế nhưng ông lưu ý, làng tôi sống bằng nghề nuôi bò nên công việc cắt cỏ quanh năm, ấy thế nên cần tìm những viên đá tốt như vậy đấy. Phải rồi, mà ông ấy có viên đá tốt như vậy thì những hàng hóa của ông ấy cũng tốt cả đấy. Ông dẫn hàng xuống cho chúng tôi xem nào. Hôm nay bán được bao nhiêu là hàng, ông giỏi thật đó. Chúng ta là những người thương nhân, tứ xứ là nhà, đâu đâu cũng là khách hàng. Nhưng chúng ta phải luôn đặt lương tâm lên hàng đầu, không được bày trò bịp bợm để họ mua hàng. Cách tốt nhất để bán được hàng là phải hiểu được khách hàng, tiếp cận họ một cách tự nhiên nhất để họ thấy được thiện chí của ta, không nài nỉ, bắt ép họ mua hàng, mà họ phải có mong muốn thực sự cần hàng của chúng ta. Đó chính là nghệ thuật bán hàng, xuất phát điểm của mọi việc. Con hiểu không? Con hiểu rồi ạ. Sự việc cái liềm đơn giản hóa ra lại ẩn chứa một triết lý sâu xa đến vậy. Đây là bài học đầu tiên của nghề thương nhân con phải ghi nhớ. Tiếp cận khách hàng một cách tự nhiên nhất. Giờ thì đi thôi. Để con thay ba.
ba đang làm gì thế ba? Peter, con về rồi đấy à. Ba đang định làm bữa tối, nhưng... Con đã nói là ba đừng làm gì mà. Ba ơi, con về rồi. Ơ, lại có chuyện gì thế này? Là ba lại muốn làm bữa tối em à. Ba thấy hai đứa đi làm về muộn quá, nên xuống bếp, định chuẩn bị đồ ăn cho các con luôn. Ba cứ để đấy, để con làm cho. Ừ, thế ba về phòng đây. Đấy anh xem, vợ chồng mình thì suốt ngày đi làm, lại hay về muộn như thế này. Ừ, anh cũng đang rất lo. Giờ ba tay chân đụng cái gì thì làm hỏng cái đó. Trong lúc vợ chồng mình không có ai ở nhà, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Chắc ba lại làm vỡ cái gì trong phòng rồi. Cứ thế này không ổn chút nào, em cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Được rồi, anh sẽ tìm một viện dưỡng lão. Anh nghĩ thế là đúng lắm. Ở đấy sẽ có rất nhiều người chăm sóc ba. Ba ơi, chúng ta đi nhé. Ở đó ba sẽ được chăm sóc chu đáo. Chúng con sẽ thu xếp vào thăm ba thường xuyên. À, con xem cho ba cái hộp nhỏ ba hay để ở đầu giường đã có đấy chưa? Để con xem đã. Trong này không có ba à? Dạ, để con kiểm lại trong phòng xem thế nào. Chiếc hộp này phải không ba? À, đúng đó rồi. Bức hình này... Gì thế anh? Đây là... Con trai, sao mà mọi thứ rối tung như thế này? Để bà xem cho nào. Đây, con phải lắp như thế này, thế này. Đảm bảo bài thực hành của con sẽ được điểm cao nhất lớp cho xem. Đúng thế. Cứ thế này. Đẹp quá, tuyệt quá. Con cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Ba là tuyệt nhất. Đừng bao giờ vội bỏ cuộc nhé con trai. Ba luôn bên con khi con cần. Ba ơi, chắc con không chạy tiếp được nữa đâu. Chân con đau nhừ, con mệt lắm. Con trai, cố lên, không được bỏ cuộc. Giờ chúng ta có thể nghỉ một lát, ba sẽ xoa bóp cho con. Sau đó con sẽ lại chạy tiếp được thôi. Con trai, chúc mừng con. Ba, huy chương vàng này con tặng ba. Peter, anh sao vậy? Chúng ta sắp chuẩn bị đi rồi. Không, ba sẽ không phải đi đâu cả. Ba, ngày còn nhỏ, ba luôn luôn bên cạnh con, đỡ con dậy khi con vấp ngã, trông chừng cho con. Thế mà giờ đây, khi ba chân chậm, mắt mờ, con lại không làm được gì cho ba. Anh không thể để ba vào viện dưỡng lão được. Dù khó khăn, vất vả thế nào, anh cũng sẽ ở bên ba. Ba ơi, con xin lỗi ba. Ba ở nhà cùng với chúng con nhé. Người thầy kỳ lạ. Cô Sullivan này, tôi đã từng mời rất nhiều giáo viên đến dạy cho Helen, nhưng mà tất cả đều bó tay. Nó không phải là đứa trẻ bình thường. Tôi sợ... Khi nó vừa tròn 19 tháng, đã bị căn bệnh nặng khiến mất đi thị giác, thính giác và khả năng nói. Tuy bây giờ nó có thể nghe được khá hơn, nhưng nó như một con thú hoang dã. Ai đến đây đều không chịu nổi tính khí nóng nảy của nó. Bà yên tâm, hãy tin tôi. Tôi tin rằng Helen có thể tìm lại cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Cô sẽ làm được chứ? Vâng, tôi làm được. Chào Helen.
lại nào. Đừng sợ, tôi là cô giáo đến dạy em học đây. Ôi, con bé, mình nhất định phải thay đổi được con bé. Nào, Helen, chúng ta bắt đầu học với con búp bê này nhé. Cô sẽ dạy em cách phát âm bằng tay. Đây là búp bê. Ôi. Nào, Helen, em phải học ngôn ngữ. Ôi, Helen, em không những phải học ngôn ngữ mà em còn phải học làm một người bình thường. Cô nhất định sẽ dạy dỗ em nên người. Đây là búp bê. Helen, em thật là... Nào, muốn chơi búp bê thì phải viết được chữ lên tay cô mới cho chơi. Búp bê. Đây là búp bê. Helen, em đứng lại cho cô. Helen. Đây là búp bê. Búp bê. Từ búp bê, em phải học ngôn ngữ. Chỉ cần có ngôn ngữ, em sẽ nên người, em hiểu không? Cố lên em, nhất định em sẽ làm được. Cách dạy của cô ta thật là kỳ quái, không giống những người trước đây. Liệu con bé có thể tiến bộ được không? Helen đã nhớ được 18 danh từ, 3 động từ, dù chỉ là ngôn ngữ bằng tay. Con bé còn biết dùng dao, dĩa và khăn ăn nữa. Tuy nhiên, con bé mới chỉ nhận thức bằng cách bắt chước. Tôi sẽ cố gắng dần dần để con bé thực sự hiểu. Thật thế sao? Ôi, con gái của tôi. Cảm ơn cô giáo, vất vả cho cô quá. Nào, tới giờ ăn cơm rồi, hãy cho mẹ xem em đã tiến bộ thế nào. Ôi, trời, cô có sao không? Con bé muốn thử thách tôi trước mặt bà đây mà. Bà yên tâm, con bé sẽ rót đầy bình nước này. Như vậy có được không? Con bé phải cư xử như một người bình thường. Nào, em hứng nước đi. Ở đây không có mẹ, đây là nước. Em mau hứng nước đi. Nước, đây là nước. Hey, Helen. Đúng rồi, nước. Giỏi lắm Helen. Mặt đất. Đúng rồi, em giỏi lắm. Cô giáo, em thành công rồi. Em làm được rồi Helen. Dưới sự giúp đỡ của cô giáo Sullivan, cô bé khiếm thị, khiếm thính, tưởng chừng như không thể hòa nhập với thế giới bình thường, đã làm nên kỳ tích. Cô đã không ngừng nỗ lực học tập và viết văn. Cuối cùng, cô đã trở thành nhà văn lớn với nhiều tác phẩm nổi tiếng. Cô chính là Helen Keller. 4 giờ làm triệu phú. Yeah, đúng rồi, cậu đền bi đây. Tớ thành triệu phú luôn nhé. Xem nè, nhiều chưa? Ơ, không chơi nữa à? Hết bi rồi chứ gì? Mình mà có được 1 đồng 20.000 thôi, mình sẽ mua được mấy chục viên bi. Túi bi của mình sẽ nhiều gấp đôi mấy lần túi bi của thằng Hải. Mình sẽ trở thành triệu phú. Có ai ở nhà không? Dạ. Rồi, sao chị ấy chưa chuẩn bị nấu cơm nhỉ? Ăn xong mình sẽ ra tiệm tạp hóa. Ôi, cậu đúng là triệu phú bi ve. Lộc, sao chị hỏi mà mãi em không trả lời? Hỏi cái gì? Em có lấy gì đâu.
không lấy cái gì. Chị hỏi em có ăn mì không? Chị khỏi phải đi chợ mua đồ nấu cơm. Ăn gì chả được. À, mà ăn mì thôi, chị không phải mua gì đâu. Ừ. May quá, nếu mà chị ấy đi mua gì lại biết là mất tiền, sẽ nghi cho mình ngay. Nãy giờ làm gì có ai vào. Nếu biết mình lấy tiền, mẹ mắng cho mà xem. Mình phải cất ở đâu đó mới được. Đúng rồi. Mình cứ nằm im đây thì chẳng ai đụng đến cái gối đâu. Mì nóng đây. Dậy ăn đi nhóc. À, em không đói. Em thấy đau đầu lắm. Em muốn nằm thôi. Ơ, sao thế? Chắc lại do đi chơi nắng đây mà. Để chị đi ra mua thuốc cho em nha. Ơ, thôi thôi. Em hết đau rồi. Em ăn mì đây. Ăn xong là em ngủ đó. Đừng đánh thức em nha. Ừ, được rồi. Thôi, tranh thủ ngủ trưa một lát đi. Chị rửa bát cho. Bình thường giờ này là mình đi bắn bi hoặc là đá cầu với bọn thằng Hải. Giờ vì đồng tiền này mà mình phải nằm im một chỗ thế này. Chán quá. Bắt lấy thằng ăn trộm. Bắt lấy ăn trộm. Bắt lấy ăn trộm. Bắt lấy ăn trộm. Hả? Em hư quá. Dám lấy trộm tiền. Muốn ăn đòn chứ gì. Con hãy là một đứa bé thành thật, lương thiện. Á. Á. Ôi. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Đã 3 giờ chiều rồi ư? Mẹ về rồi đây. Con chào mẹ. Mẹ uống nước đi ạ. Ừ. Mẹ ơi, hôm nay chị em con chỉ ăn mì. Nắng quá nên tụi con không đi chợ mua gì ăn cả. Con gửi lại mẹ tiền nè. Đây mẹ ạ. Ừ, thế để mẹ cất đi. Mai mua hộp bút mới cho em Lộc. May quá, không ai nghi ngờ gì cả. Xem ra 4 giờ làm triệu phú của mình thật mệt mỏi. Thôi, mình chừa. Từ nay không dám lấy cắp của ai nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.